Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tam Bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Thời thuyết pháp trước, sư đã giới thiệu cho quý vị thế nào là tam quy và ngũ giới. Còn hôm nay chúng ta tiếp tục để tìm hiểu thế nào là bát quan trai giới, và thế nào là cầu an và cầu siêu trong Phật giáo Nguyên Thủy. Thì thưa với quý vị, bát quan trai giới là chúng ta thêm ba giới so với cái giới ngũ giới, và bên cạnh đó chúng ta còn thay đổi một việc, đó là cái giới thứ ba là giới không tà dâm, chúng ta sẽ đổi lại là giới không hành dâm. Cái giới không tà dâm thì là quan hệ với vợ chồng thì vẫn được, nhưng mà khi đổi qua bát quan trai giới thì ngay cả chuyện vợ chồng cũng không được. Và không riêng chỉ là cái chuyện vợ chồng, mà ngay cả cái chuyện là vợ chồng mà gần gũi nhau á, bày tỏ những cái tình cảm thắm thiết thì cũng không được. Nhắc để quý vị nhớ là đối với bát quan trai giới, chúng ta có ba kiểu giữ giới được nói đến trong Tăng Chi Bộ Kinh. Kiểu giữ giới thứ nhất là kiểu giữ giới của kẻ chăn bò. Giữ giới của kẻ chăn bò là như thế nào? Giống như một người chăn bò, khi mà họ lùa bò đi thì họ chỉ cần canh làm sao đó, lùa đi bao nhiêu thì lùa về bấy nhiêu. Chỉ cần đủ số bò thì họ đã hoàn thành công việc. Thì việc giữ giới như là giới của kẻ chăn bò cũng như vậy. Mình chỉ cần miễn làm sao không phạm giới thì như vậy là đủ rồi. Chúng ta giữ tám giới mà miễn sao không phạm giới, như vậy là đủ rồi. Cho nên giới của kẻ chăn bò là không phải là giới của bậc thánh, không được Đức Thế Tôn tán thán. Cái thứ hai là giới của ngoại đạo. Giới của ngoại đạo là như thế nào? Là chúng ta giữ nhưng mà chúng ta có giới hạn. Ví dụ như tôi chỉ giữ trong phạm vi của thiền đường thôi, ra khỏi thiền đường là tôi không giữ nữa. Ví dụ như trong thiền đường thì tôi giữ giới là tôi không ăn xá giờ, còn ra khỏi thiền đường rồi là tôi ăn thả ga. Thì như vậy đó là kiểu giữ giới của ngoại đạo. Rồi cái kiểu thứ ba đó là kiểu giữ giới của thánh nhân. Tức là khi chúng ta giữ giới, chúng ta hiểu tại sao chúng ta giữ giới. Chính vì lẽ đó đó
Ở cái giới thứ ba là giới không hành dâm, sư mới nói là ngay cả vợ chồng thể hiện tình thương, thể hiện sự gần gũi nhau cũng không được. Chứ còn nếu như chúng ta nói là chỉ cần là tôi không quan hệ vợ chồng thì như vậy đã đủ, thì xin thưa đó là kiểu giữ giới của ngoại đạo. Bên cạnh cái việc thay đổi đó, chúng ta còn có giới không ăn xá giờ. Cái giới không ăn xá giờ á, thì chúng ta có ba chi phần. Chi phần thứ nhất á, là đã quá giờ. Cái quá giờ ở đây được tính là giờ ngọ, cái giờ mặt trời đứng bóng. Quý vị sẽ để ý là chúng ta có phát, có dán cái bảng là giờ mặt trời đứng bóng ở xung quanh thiền đường, để chúng ta biết mặt trời đứng bóng vào lúc mấy giờ. Có ngày thì mặt trời đứng bóng là hơn 12 giờ một tí là mặt trời mới đứng bóng. Nhưng cũng có ngày chừng cỡ 11 giờ rưỡi là mặt trời đã đứng bóng rồi. Cho nên để nếu xét cho đúng thì chúng ta phải canh theo mặt trời, chứ chúng ta không thể canh theo cái giờ đồng hồ được. Hiện tại thì đã có trang web là nó cho chúng ta biết cái giờ nào là giờ mặt trời đứng bóng. Quý vị tìm ở trên Google cái từ khóa là Hồ Chí Minh Solar Noon Time, tức là cái giờ mặt trời đứng bóng tính theo cái lịch mà mặt trời mặt trăng, thì nó sẽ ra. Chúng ta lưu ý cái chỗ này để chi? Để sau này đó, quý vị mà có xin phép làm trai tăng cúng dường ở các chùa, hoặc là làm một cái buổi lễ mà tương đối lớn, nhỏ cũng vậy mà lớn cũng vậy, nhưng mà thường là bị cái lễ lớn. Ở chỗ nào? Chúng ta phải lưu ý với nhà chùa. Nói hơi kỳ nhưng đôi khi chúng ta phải lưu ý tới nhà chùa, để chư tăng có thể thọ thực trước giờ mặt trời đứng bóng. Bởi vì có ngày mặt trời đứng bóng, có hôm đó mặt trời đứng bóng vào lúc 11:40, mà 11:20 chư tăng còn đi bát thì chừng nào mới ăn? Tức là làm lễ nó trễ quá, nhiều việc quá, tới 11:20 vẫn còn đi bát thì không thể ăn được. Hoặc là tới 11:30 thì bây giờ mới bắt đầu tác bạch cầu an cầu siêu. 11:30 tác bạch mà ngày hôm đó là 11:45 đứng bóng rồi, có 15 phút mà đòi chư tăng phải tụng kinh cho nghe nữa, thì chừng nào mới ăn? Cho nên á, chúng ta hiện đang phải đối mặt với tình trạng là chúng ta quá chú trọng lễ mà quên đi cái phần cốt lõi là cái giờ ăn của chư tăng. Mình nghĩ làm sao đãi ăn chư tăng mà rốt cuộc mình lo bắt chư tăng ngồi tụng kinh làm lễ tới hồi tới giờ chư tăng ăn không được. Thành ra cái đó phải để ý. Tại sao sư nói là quý vị nên lưu ý với nhà chùa? Bởi vì một số nơi vị trụ trì cũng nể Phật tử, thành ra cũng không để ý cái chuyện đó. Cho nên cái giờ mặt trời đứng bóng rất quan trọng. Cái giờ thứ hai là giờ mặt trời mọc. Thì giờ mặt trời mọc chúng ta mới thọ bát quan trai giới. Tức là sớm nhất là giờ mặt trời mọc mới thọ giới. Bởi vì giờ mặt trời mọc mới được tính là ngày hôm sau. Còn nếu như chúng ta thọ trước giờ đó là chúng ta thọ của ngày cũ, nó không tính. Cái thứ hai là để cho chúng ta biết giờ ăn. Giờ mặt trời mọc thì chúng ta mới được ăn, là đã qua ngày mới. Còn nếu như trước đó chúng ta đói bụng thì cũng không có được ăn. Ví dụ như 12 giờ chưa qua ngày mới đó. Có khi 4:30, 5:30 vẫn chưa qua ngày mới, 6 giờ vẫn chưa qua ngày mới.
Mấy ngày này là tới 6 giờ 10 mới qua ngày mới. Tới giờ đó chúng ta mới được ăn. Thành ra cái giờ, cái chi phần là giờ mặt trời đứng bóng rất quan trọng. Cái lý do mà sư sử dụng cái giờ mặt trời đứng bóng thay vì cái đồng hồ, bởi vì trong tăng trong chú giải pháp cú có một trường hợp là vị sa di chích tá. Vị sa di này đó, khi mà đi khất thực thì nhìn thấy người người làm nước dẫn nước, rồi người người thợ mộc thì uống tên. Trong cái bài kệ là người làm nước dẫn nước, người làm tên uống tên, rồi người trí điều phục tâm, điều tâm thì an lạc. Trong bài kệ đó, đó kể về cái vị sa di chích tá này, khi đang đi khất thực thì vị đó có cái sự cảm ngộ về pháp và xin ngài sư phụ là ngài Xá Lợi Phất đi khất thực dùm, và vị này đi về để hành thiền nhằm chứng đắc đạo quả. Khi vị sa di hành thiền á, thì vua trời Đế Thích ra lệnh cho thiên thần canh giữ và níu mặt trời mặt trăng lại, để cho khi vị sa di này chứng đắc đạo quả rồi vẫn còn kịp giờ để thọ thực trước khi mặt trời đứng bóng. Có nghĩa là ngày hôm đó ban ngày dài hơn thường lệ, và vị sa di vẫn dùng trưa được. Chứ nếu như mà mình tính theo cái giờ đồng hồ là vị sa di khỏi dùng trưa. Nó còn có một cái chi phần nữa là cái vật thực được ăn trước ngọ. Nghĩa là có những loại đồ ăn mà cái người thọ bát quan trai giới chỉ được ăn trước khi mặt trời đứng bóng, còn khi mặt trời đã đứng bóng rồi là không được ăn. Ví dụ như những thứ đồ ăn mà mình phải nhai, cơm nè, rau nè, trái cây nè, vân vân, tức là những thứ mà mình phải nhai, nói chung gọi là vật thực cứng và mềm. Còn sau giờ ngọ, tức là sau khi mặt trời đứng bóng, thì chúng ta chỉ dùng được các loại nước. Riêng vị tỷ kheo thì các loại nước đó còn có nhiều cái giới hạn, tức là một số loại nước vị tỷ kheo cũng không được dùng luôn. Nhưng mà đối với hàng cư sĩ thì chỉ cần là chất lỏng thì chúng ta đều dùng được. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ cái ý nghĩa của việc thọ giới là để cho chúng ta có được sự thiểu dục tri túc, đặc biệt là tiết độ trong ăn uống. Cho nên tránh thái độ là chúng ta chiều thì không ăn mà mình chơi nào là sữa, nào là nước, trái cây, mình nóc cho một bụng, nó no ốc nóc, thì cái đó xét về giới thì không phạm. Nhưng mà chúng ta lại rơi vào cái giữ giới của kẻ chăn bò, chứ không phải giữ giới của thánh nhân. Giữ giới của thánh nhân là chúng ta hiểu tại sao chúng ta giữ giới. Chi phần thứ ba là vật thực đã qua khỏi cổ. Thì đối với cái chi phần này á, việc phạm giới được tính theo mỗi miếng ăn, tức là mình nuốt một cái là mình phạm một lần, mình nuốt hai cái là mình phạm hai lần. Chứ mình đừng không thể nào nói là bây giờ tôi nuốt là coi như tôi đứt giới, thì như vậy là tôi ăn một miếng, lỡ ăn một miếng cam rồi thì thôi tôi vớt nguyên tô luôn thì không sao hết, nguyên tô cơm thì không sao hết. Cái đó sai. Nuốt một miếng là phạm một lần, nuốt 10 miếng là phạm 10 lần, thì một tô cơm quý vị nuốt bao nhiêu miếng là phạm bấy nhiêu lần. Nói để cho chúng ta lưu ý cái vấn đề này. Có vị nói rằng bát quan trai giới
khác với ngũ giới ở chỗ, cái này là vị đó nói nha, một số vị nói chứ không cá nhân vị nào, một số vị ý kiến rằng Bát Quan Trai giới khác ngũ giới ở chỗ những giới về sau như là không ăn sái giờ, không xem múa hát, không nằm giường cao, thì nếu như không giữ được thì chỉ không có phước chứ không có tội chi cả. Nhưng riêng sư thì sư không đồng ý. Bởi vì thứ nhất là chúng ta có cái quyết định trong các cái 10 ba la mật, có cái quyết định ba la mật. Và cái thứ hai là có chân thật ba la mật. Quyết định nghĩa là sao? Nghĩa là mình quyết định cái gì rồi là mình không đổi ý, thì đó là pháp lành. Còn cái chân thật ba la mật là sao? Có nghĩa là mình đã nói cái gì rồi là cái đó phải đúng sự thật, và mình không có nói khác đi, thì đó là chân thật. Mà khi chúng ta đã quyết định chúng ta giữ Bát Quan Trai giới mà về sau á, chúng ta lại vi phạm, ví dụ như ăn sái giờ, thì mình đã làm hư hỏng thiện pháp. Nó không đơn thuần là mình không có thiện pháp, mà nó còn làm cho mình hư hỏng thiện pháp. Cụ thể ở đây là hư hỏng quyết định và chân thật. Trước nói khác, bây giờ làm khác. Nó làm cho thiện pháp bị hư hỏng. Hơn nữa, cái việc mà mình vi phạm cái điều mình đã hứa đó, đó có phải là pháp thiện hay không? Rõ ràng nó không phải pháp thiện. Mà nếu không phải pháp thiện thì nó là bất thiện. Thành ra đó, cái này là nó sư chưa đọc thấy ở trong Bát Quan Trai giới, nhưng nó có ở bên 13 pháp đầu đà. Có nghĩa là một vị khi đã nguyện thọ hạnh đầu đà mà sau đó vị ấy phá vỡ lời nguyện của mình, thì sự chờ đợi vị ấy là các cảnh khổ. Thì Bát Quan Trai giới đó, khi chúng ta giữ được phước rất lớn, nhưng nếu như chúng ta không giữ được, chắc chắn nó sẽ tổn hại đến thiện pháp của chúng ta. Nói như thế để chúng ta tránh thái độ coi thường giới luật. Chúng ta qua tiếp cái giới là không múa hát, thổi kèn đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. Cái giới dài nhất trong 8 giới, mà nó chia ra làm 2 phần. Thứ nhất là cái giới liên quan đến đờn ca múa hát. Thì trong cái đó nó lại chia ra làm 2 nữa. Một cái là tự mình làm, cái thứ hai là nghe. Thứ nhất là tự mình múa hát, thổi kèn đờn. Thì nó chia phần đầu tiên á, là cái sự múa hát kèn đờn. Và cái chia phần thứ hai là tự mình làm hoặc nghe. Cái chia phần thứ ba là có ý muốn. Tức là chúng ta có 3 chia phần, là cái kèn đờn, kèn đờn, đờn ca múa hát đó. Thứ hai là có ý muốn nghe. Và thứ ba là chúng ta tự mình múa hát, thổi kèn đờn, hoặc là nghe múa hát, thổi kèn đờn. Và cái nhóm thứ hai là cái nhóm trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. Thứ nhất, nó là các vật trang điểm, bao gồm trang sức, vòng, rồi
nhẫn rồi dây chuyền vân vân, nói tất cả các vật trang sức nói chung. Cái thứ hai là hoa, cái thứ ba là vật thơm, nghĩa là tất cả những thứ làm cho chúng ta xinh đẹp nói chung, đồ trang sức hoặc là nước hoa hoặc là nước thơm hoặc là hoa các loại. Chi phần thứ hai là mình có ý muốn sử dụng, và chi phần thứ ba là đã sử dụng. Trong cái phần mà múa hát thổi kèn đờn á, thì nó bao gồm luôn âm nhạc về Phật giáo, nhớ giùm sư, bao gồm luôn việc ngâm nga ca tụng kinh kệ. Tức là chúng ta kinh kệ mà chúng ta ngâm nga hát thành lời, hoặc là nó thành cái giai điệu ngâm nga, thì nó cũng tính là phạm giới. Bởi vì trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn giải thích những điều bất lợi khi ngâm nga kinh tạng. Thứ nhất là làm cho định bị thối thất. Thứ hai, làm cho cái vị ngâm nga đó, thì vị ấy sẽ chú tâm vào cái sự ngâm nga thay vì chú tâm vào việc tu học. Cái thứ ba đó là đời sau bắt chước. Thành ra là ngay cả những cái mà ca nhạc về Phật giáo, thì khi chúng ta thọ bát quan trai giới, chúng ta cũng không được nghe. Đương nhiên khi quý vị thọ năm giới, nó không có cái giới này, thì quý vị được nghe. Nghe được chứ không phải là được nghe, nghe được. Còn khi chúng ta thọ bát quan thì chúng ta nên tránh. Sẵn thì cũng nói, mà nói luôn thêm một phần nữa, đó là cái việc tụng kinh. Thì có những cái mình không phải ngâm nga, nhưng mà nó khi mình nói thì tự nhiên nó có vần có điệu, thì cái đó đối với sư thì được xem là chấp nhận được. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà Đức Thế Tôn chế định cái điều luật này rồi đó, thì một số vị tỷ kheo, đặc biệt là pháp sư, bối rối. Bởi vì khi nói chuyện ấy, thì cũng có lên bổng xuống trầm. Nó không thành cái ngâm nga, nhưng nó có cái kiểu mà lên xuống, giọng âm điệu có lên xuống, chứ không thể chúng ta nói ngang như thế này được, đại loại vậy. Thì Đức Thế Tôn nói trong trường hợp đó thì cho phép. Và ngay cả trong kinh tạng thì cũng có đôi khi các vị tỷ kheo nói lên các kệ ngôn, mà kệ ngôn là một kiểu thơ đó. Thơ thì nó sẽ có vần điệu, thì như vậy chúng ta xem như là có thể châm chế. Chứ còn cái chuyện mà ngâm nga rồi bắt đầu là có nhạc vô thì cái đó là tuyệt đối không được. Nói chi đến cái chuyện là nghe, thì về cái việc là nghe, nghe múa, nghe đờn kèn, xem múa hát, thì có một số trường hợp chúng ta thọ bát quan trai giới, nhưng mà những ở xung quanh đó, họ không có thọ giới, thành ra họ mở nhạc. Thì như vậy phải làm sao? Quý vị có nhớ là chúng ta có một cái ý, chính là có ý muốn nghe. Cho nên nếu như chúng ta giữ cái tâm của chúng ta không muốn nghe, thì như vậy chúng ta không có đức giới. Còn nếu như chúng ta nghe rồi bắt đầu chúng ta nhịp theo là coi như đức giới. Cái giới là trang điểm, thoa vật thơm, thì nó như thế này. Có những trường hợp được ghi chú ở trong tạng luật á, là vị tỳ kheo ấy có mùi hôi, sư nghĩ là cơ thể có mùi hôi á, thì trong trường hợp đó được dùng bột thơm để tắm. Mà bột thơm thời nay thì nó chúng ta gọi đó là xà bông. Thì nếu như cơ thể chúng ta có mùi hôi thì chúng ta có thể dùng xà bông để tắm, trong trường hợp đó thì không có vấn đề gì.
Miễn làm sao chúng ta không dùng nó với cái suy nghĩ là để cho thơm. Cái thứ 8 là không ngồi nơi giường quá cao và xinh đẹp. Thì cái giường quá cao ở đây á, là được tính là cái chân giường không quá 3 gang tay, là khoảng 60 cm, không quá 3 gang tay. Chỉ tính cái chân giường, không tính cái khung giường, không tính cái thành giường, chỉ tính cái chân giường thôi. Cho nên trường hợp mà quý vị ngủ giường tầng á, thì mình chỉ tính cái chân giường bên dưới thôi. Từ cái chân giường bên dưới nó đi lên là bao nhiêu thì mình đo coi nó được 3 gang hay không. Cái này hú hồn sư cũng không biết là ở đây cái giường chúng ta nó cao bao nhiêu. Không tính cái khung giường, tức là cái chân thôi. Còn cái thanh ngang á là mình không tính nha. Thanh ngang là không tính, chỉ tính cái chân thôi. Còn cái giường mà rộng á là đủ cho 16 cô vũ nữ đứng múa. Và cái giường mà 16 cô đứng múa là rộng dữ lắm. Rồi xinh đẹp ở đây á, là được chạm chỗ bởi gọi là văn hoa văn, rồi lông thú, lông cừu, vân vân, thì nó rất là sang. Thì mình chúng ta tránh nằm ở trên. Thì nó có cái chi phần thứ nhất là ở cái giường cao và xinh đẹp ha. Chi phần thứ hai là có ý muốn nằm. Chứ thí dụ như là mình lỡ mình té xỉu rồi người ta khiêng mình vô thì không có tính. Trường hợp thứ ba, cái ý thứ ba là mình đã sử dụng. Thì đó là các chi phần của Bát Quan Trai Giới. Khi mà chúng ta thọ Bát Quan Trai Giới, quý vị, cái phước nó lớn vô cùng. Phước lớn dữ lắm. Lớn hơn cái việc chúng ta thọ năm giới rất là nhiều. Riêng phụ nữ chỉ cần chúng ta thọ giới một ngày thôi, thọ Bát Quan Trai Giới một ngày. Phụ nữ nếu như không chán thân không chán thân nữ, vẫn muốn làm phụ nữ, thì sẽ có trong một ngày đó nha. Tại vì có một vị chỉ thọ Bát Quan Trai Giới một ngày thôi, vị ấy được 32 kiếp làm hoàng hậu của vua trời Đế Thích, 16 kiếp làm hoàng hậu của vua Chuyển Luân Thánh Vương, còn số kiếp làm hoàng hậu của những ông vua lẻ tẻ thì nhiều không kể xiết. Tức là cái người phụ nữ có cái quyền lực cao nhất ở cái xứ đó rồi. Thì nhớ ở trong Pali nó có một cái từ vui lắm, tức là nhà vua được xem là người chiến thắng. Mà người phụ nữ mà lấy được cái ông vua đó cũng được xem là người chiến thắng. Bởi vì mình lấy được người chiến thắng thì mình là người chiến thắng. Đó là chưa kể nha, mình làm hoàng hậu, chưa kể cái số kiếp mà được làm gọi là những cái người phụ nữ gọi là mệnh phụ phu nhân mà giàu, vừa giàu mà vừa có quyền lực thì kể sao hết. Kể sao hết. Mà chỉ thọ Bát Quan Trai Giới đúng một ngày. Để cho quý vị thấy là cái lợi ích của việc thọ Bát Quan Trai Giới nó lớn dữ lắm. Thì đương nhiên cái gì có cái lợi ích thì nó cũng có cái phải cẩn trọng. Đó chính là mình thọ mà mình giữ không được thì nó tổn cái thiện nghiệp của mình. Thành ra thọ được thì ráng giữ, giữ được rất là tốt. Rồi trong gia đình ông Cấp Cô Độc á, có một người làm mới vào. Khi mới vào làm thì trong gia đình cũng quên căn dặn. Thì cho tới một hôm á,
ảnh đi làm về sáng hôm đó ảnh vác đồ đi làm, khi ảnh về thì ảnh thấy là không có ai. Bình thường thì cái chỗ mà công nhân nhân viên thì rất là đông, hôm đó ảnh thấy rất là vắng, thì ảnh mới đi tìm, ảnh hỏi người ta mới nói với ảnh là ngày hôm nay là ngày thọ Bát Quan Trai Giới, mà chúng tôi quên nói với anh, cho nên là chúng tôi có làm đồ ăn cho anh á, anh cứ ăn đi, còn chúng tôi thọ Bát Quan Trai, cho nên sáng hôm nay chúng tôi nghỉ làm và chúng tôi cũng không có ăn. Thì anh này mới nói là như vậy thì các người cũng cho tôi thọ Bát Quan Trai Giới đi, tại vì tôi nghèo như vậy là tại vì tôi thiếu phước á, cho nên là cho tôi xin xin miếng phước Bát Quan Trai. Thì những người gia đình mới dẫn cái anh này đến gặp ông cấp cô độc, thì ông cấp cô độc mới cho cái người này thọ Bát Quan Trai Giới nửa ngày sau, tức là mình mất nguyên buổi sáng tới trưa rồi mình không thọ, mình thọ từ trưa cho tới ngày hôm sau thì thọ được nửa ngày. Đêm hôm đó ảnh đau bụng, tức là nhịn đói không có quen á, ảnh đau bụng, thì ông cấp cô độc nói thôi bệnh thì châm chế thì cứ uống thuốc ăn tí gì đó vô đi. Nhưng mà anh này nói dạ không, con ráng con giữ giới cho nên là con không có dùng thuốc men gì hết. Thì anh này đêm hôm đó thì ảnh chết, nhờ cái phước mà ảnh thọ Bát Quan Trai Giới được nửa ngày thì ảnh được tái sanh làm một vị thọ thần có nhiều oai lực. Đó. Nói như thế cho quý vị thấy là chỉ việc thọ Bát Quan Trai Giới nửa ngày thôi thì cũng có vô số công đức. Cái chuyện mà chúng ta mua một cái tờ vé số Vietlott 100 tỷ, xin thưa nếu nó so với cái này nó không là cái gì. Cho nên chúng ta có 10 ngày thọ Bát Quan Trai Giới, xin chúc mừng là những vị trời của tương lai. Chừng cỡ vài chục năm sau, 50-60 năm sau, quý vị không ngồi đây đâu, quý vị bay lơ lửng cả nữa. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải thọ Bát Quan Trai Giới của Bậc Thánh. Thì Bát Quan Trai Giới của Bậc Thánh chỉ riêng việc giữ giới là chưa đủ, mà chúng ta còn phải hành thiền nữa. Những đề mục thiền dành cho người thực hành Bát Quan Trai Giới là các đề mục tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Thí, tùy niệm Giới, tùy niệm Thiên, hoặc là bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả, hoặc là bốn niệm xứ. Thì chúng ta đang thực hành là đang thực hành tứ niệm xứ. À, và chúng ta cũng thọ trì Bát Quan Trai Giới. Cho nên chúng ta có 10 ngày thì hãy ráng nỗ lực để vun bồi công đức. Cái phước mà chúng ta tạo trong 10 ngày này nó lớn, lớn dữ lắm. Đó là sư nói xong về Bát Quan Trai Giới, và sư mong mỏi là quý vị có thể thực hành trọn vẹn trong 10 ngày. Thành ra những vị mà bỏ dở nửa chừng uổng lắm, xưa thì uổng lắm. Sư nhớ ở Thái Lan họ có ba câu hay lắm. Thứ nhất là bố thí trước khi đi làm, làm phước trước khi làm giàu, đi tu trước khi lấy vợ. Ở Thái đó, nó có ba câu, khi mà dịch ra tiếng Việt là vậy. Bố thí trước khi đi làm là ông sư á, sáng 5 có khi là có 5 giờ rưỡi sáng, 6 giờ sáng là ổng đã đi ở ngoài đường rồi, tờ mờ sáng ổng đã đi ngoài đường. Thì người dân Thái Lan họ quỳ ở đằng trước rồi
có chỗ thì họ quỳ, có chỗ thì họ đứng ngay cái nhà họ hoặc cái sạp á, ông sư bưng bát đi ngang qua là họ đặt bát cúng dường. Có cái quầy bán đồ ăn á, đợt rồi đi có người nhà, người thân sư đi theo, thì buổi sáng đó cũng muốn gieo duyên với các sư mới chạy đi ra ngoài chỗ bán đồ ăn á, mua đồ ăn để đặt bát chư tăng, thì họ không có bán. Họ nói là cái đồ ăn này là để đặt bát chư tăng cho nên không có bán, đồ này đồ để cúng chứ không phải có, không có bán. Và khi mà đặt bát cúng dường xong rồi đó, sau đó họ mới mở tiệm, mở quầy, họ mới đi bán, họ mới đi làm. Cho nên là cái đầu tiên là bố thí trước khi đi làm. Cái thứ hai đó là làm phước trước khi làm giàu. Cái này mình phải học. Mình cứ lo làm giàu xong rồi mới nghĩ đến chuyện làm phước. Mà người ta là làm phước trước khi làm giàu. Có phước mới giàu được, không có phước lấy gì giàu. Cho nên là làm phước trước khi làm giàu. Còn cái thứ ba là đi tu trước khi lấy vợ. Là bởi vì quan niệm của người Thái, thậm chí là ở người Khmer thì cũng giống nhau. Đó là một chàng thanh niên mà không đi vô chùa được thì cái đạo đức của ảnh phải có vấn đề, thì ảnh mới không đi vô chùa được, ảnh mới không tu được. Cho nên là một người mà chưa từng đi tu á, là không có vợ. Bây giờ có thể là bây giờ người ta ăn chơi nhiều quá, có thể hơi khác một tí, chứ còn cái gốc á, nó là như vậy đó. Cho nên là ở bên Thái muốn lấy vợ trước hết phải đi tu. Đó là cái ở bên Thái. Thì cũng tương đương như thời của Phật á. Khi mà người ta chuẩn bị đi đâu đó, đi xa mà người ta bất an, thì người ta sẽ thỉnh chư tăng về nhà để đặt bát gia tăng. Hoặc họ chuẩn bị đi mua bán này, đi ghe, đi tàu, hoặc là chuẩn bị đi buôn ấy, thì họ cũng đặt bát cúng dường để có cái phước đó họ đi. Rồi cái thứ hai là trong những dịp lễ quan trọng, ví dụ như là tân gia là nhà vừa xây á, thì mời chư tăng đến tụng kinh làm phước, đãi trai tăng cúng dường, rồi sau đó chư tăng tụng kinh chúc phúc. Hoặc là một cái đứa nhỏ mà mới sanh ra thì cũng trai tăng bác cúng dường. Hoặc là trong cái dịp mà bây giờ chúng ta gọi là thôi nôi á, con đứa nít nó vừa 1 tuổi, hoặc có khi là đứa con nít nó 7 tuổi, tức là sinh nhật, thì cũng cha tăng đặt bát cúng dường. Thì đó là những trường hợp được nhắc tới ở trong kinh Tạng mà bây giờ chúng ta quy vào trong những cái dịp cầu an, tức là khi chúng ta có những cái chuyến đi xa, chúng ta không có yên tâm á, thì có thể là trai tăng để cúng dường xin phước. Hoặc là chúng ta khai trương này, hoặc là động thổ này, hoặc là gọi là tân gia, tất cả các cái thể loại gọi là lễ tiết của mình á, thì mình đều có thể trai tăng cúng dường để xin phước. Ngoài ra ở thời Đức Phật có một dịp đó là Dakkhidana Ná. Là cái Dakkhina có nghĩa là sao? Là đôi khi người dân họ không vì một cái dịp nào cả, mà họ chỉ đơn giản là họ thỉnh chư tăng hoặc là các vị đạo sĩ thỉnh về nhà đặt bát cúng dường để xin phước thôi. Tức là đó không phải là một ngày gì đặc biệt, chỉ đơn giản là tôi muốn làm phước thì tôi thỉnh chư tăng về nhà làm phước. Còn bây giờ thì chúng ta gọi chung là các khóa lễ cầu an. Mà chúng ta cầu an thường là khi chúng ta có vấn đề, chứ ít khi mà do chúng ta muốn tìm cầu công đức. Ví dụ như khóa thiền này, những vị mà hùng phước để mà tra tăng buổi trưa để
bố thí cúng dường buổi trưa cho các thiền sinh thì hiếm lắm. Chứ còn đa phần là khi người ta có bệnh này, hoặc là người nhà có việc thì người ta mới vào chùa thôi. Thành ra là cái ý nghĩa cầu an từ đó mà ra. Tức là chúng ta muốn được an thì chúng ta cầu. Ở trong chú giải pháp cú có một trường hợp sự kiện thành quê Sa Ly, là lúc bấy giờ đó là cái thành quê Sa Ly bị một cái dịch bệnh, người chết nhiều lắm. Khi mà người chết nhiều á thì nó lại tiếp tục sinh ra dịch bệnh. Rồi khi mà người mình nói giống như cái dịch Covid này, người chết la liệt, thì khi đó ở thành Vê Sa Ly là phi nhơn bắt đầu nó xuống nó phá, rồi cái mùi hôi thối nó bốc lên khắp cái ngôi thành. Thì ông vua ở dân xứ Vê Sa Ly mới họp nhau lại, mới hỏi nhau cái thứ nhất là tự nhà vua xem xét coi là mình á có phạm giới hay không. Quý vị thấy ghê gớm chưa? Người trí khi đối diện nghịch cảnh, việc đầu tiên vị ấy suy xét là mình có phạm giới hay không, giới hạnh mình có trong sạch hay không, chứ không có đổ thừa. Xét mình trước, cái người đứng đầu của thành quê Sa Ly xét coi tự thân mình có phạm giới hay không. Sau khi xét mình không có vi phạm một lỗi lầm nào thì nhà vua mới bảo các quan là hãy soi xem trẫm có vi phạm lỗi lầm nào mà trẫm không nhận ra hay không. Khi mà thấy là nhà vua không có lỗi lầm gì thì lúc bấy giờ dân xứ Quê Sa Ly mới nghĩ đến việc là như vậy thì chúng ta nên thỉnh Đức Thế Tôn tới. Khi Đức Thế Tôn tới thì chắc có lẽ là sẽ giải quyết được cái nạn này. Thì lúc bấy giờ thỉnh Đức Thế Tôn tới, thì khi Đức Thế Tôn tới thì sông Hằng nước mới dâng lên, mưa nó đổ xuống để đón tiếp Đức Thế Tôn. Thì khi mà mưa đổ xuống, nước sông Hằng dâng lên á, thì nó ngập cái ngôi thành đó, và nó cuốn trôi, nó rửa sạch những, nó cuốn trôi xác chết, nó rửa sạch cái ngôi thành để cho thành không còn dơ bẩn nữa. Rồi khi Đức Thế Tôn tới thì các vị trời đi theo Đức Thế Tôn á, mới xua đuổi những vị ác thần đi chỗ khác. Và khi Đức Thế Tôn tới thì Ngài mới đem bình bát của Ngài đưa cho Ngài Ananda, và Ngài Ananda đựng nước trong bình bát và đi rải nước khắp thành Quê Sa Ly trọn cả ba canh, đi khắp ba vòng thành Quê Sa Ly trọn cả ba canh, là từ đầu hôm, tức là chắc khoảng cỡ 6-7 giờ tối, cho tới 6-7 giờ sáng ngày hôm sau. Ngài Ananda bưng bát của Đức Thế Tôn đi vòng 3 vòng ngôi thành Quê Sa Ly. Thì khi mà Ngài Ananda đi như thế, Ngài Ananda tụng bài kinh là Ratanasutta, bây giờ chúng ta dịch là kinh Tam Bảo. Chưa Tăng thì nói với nhau thì đó là bài kinh Yani dài, Yani Thavuta Nisamagata ni, thì cái bài đó đó. Khi mà Ngài Ananda Ngài tụng như thế thì cái dịch bệnh nè, sự đối khác nè, và sự sợ hãi trong thành Quê Sa Ly được chấm dứt. Từ đó trở đi á, cái bài kinh Ratanasutta đó được xem như là một bài kinh hộ trì trong Phật giáo Nguyên Thủy. Tuy nhiên chúng ta cần một số điểm lưu ý như thế này. Thứ nhất, người gia chủ phải tự xem xét là mình có phạm giới hay là không. Cái đó là việc đầu tiên.
Khi mình phạm giới thì mình phải lo giữ giới cho sạch. Và nếu như đó là nghiệp á, thì thỉnh thì cũng không có tác dụng. Một trong những điều kiện để cho một bài kinh hộ trì Paritta được thành tựu, thứ nhất là bản thân người tụng phải hiểu mình tụng cái gì và không bị phóng tâm. Bản thân người nghe phải hiểu mình nghe cái gì và không bị phóng tâm. Và bản thân người gia chủ đó không bị trọng nghiệp, thì như vậy bài kinh Paritta mới có tác dụng. Chứ còn ở trên chư tăng tụng, ở dưới mình lo mình ngủ, hoặc sư gặp nhiều đám ở trên chư tăng tụng, ở dưới Phật tử họ đi ra ngoài chơi chơi à, họ không có nghe. Chứ nói chi đến chuyện mà lắng tâm lắng tai. Họ nghĩ cái chuyện mà chư tăng tụng là chuyện của chư tăng, còn họ là đi một bên. Thì như vậy bài kinh Paritta không có tác dụng. Nhớ giùm sư ba điều kiện để cho bài kinh Paritta có tác dụng ha. Rồi trong cái trường hợp của cái gọi là cái sự kiện song hành dân nước đó, sự kiện thành quê sa ly đó, của bài kinh Ratanasutta, thì quý vị để ý, khi mà thỉnh là thỉnh Đức Phật và chư thánh tăng tới, thì chư thiên á, họ đi theo, thành ra là họ xua đuổi các cái ác, các cái vị mà ác thần xua đuổi đi. Thành ra cái việc mà chúng ta thường xuyên thỉnh chư tăng đến nhà đó, nó rất tốt cho gia đình của mình, đặc biệt là những vị sư đàng hoàng có giới hạnh, rất tốt cho gia đình. Rồi khi mà tụng kinh, bây giờ các sư tụng kinh cầu an, thì đôi khi quý vị sẽ thấy là các sư bưng bưng cái bát nước rồi rảy nước, thì đó cũng là cái sự làm theo cái sự kiện thành quê sa ly này. Là ngài Ananda, ngài đã đi ba vòng thành quê sa ly và ngài rải nước. Tuy nhiên cần phải lưu ý, thứ nhất, cái bát là cái bát một vị chánh đẳng chánh giác, nó khác nghe, cái bát của một vị chánh đẳng chánh giác. Thứ hai, người cầm bát á, là một vị thánh sơ quả, nó không phải chuyện thường đâu. Mình nói kiểu mình bây giờ là toàn pháp bảo pháp khí không á. Bát là của Đức Phật chánh đẳng giác, người cầm là vị thánh sơ quả. Cái nước trong đó mình gọi là nước thánh chắc cũng không sai đó. Rồi khi ngài đi như thế là ngài đi ba vòng, và trong tâm của ngài là nghĩ đến ân đức của Phật, cụ thể là ngài tụng cái bài kinh Ratanasutta, thì ngài nghĩ đến ân đức của Phật, thì như vậy đó cái hiệu quả là tốt nhất. Thành ra là một số nơi mà thỉnh sư mà có cái vụ mà rải nước á, thì sư chủ trương là ôm cái bát của mình á, là cái bát mình khất thực á, mình là ông phàm thôi, phàm 100%, không có gì ngon lành hết, nhưng cái bát đó là cái bát mình đi khất thực, cái bát của một vị tỳ kheo, thì đương nhiên nó sẽ tốt hơn là ba cái thau nước, rồi ba cái ly nước của ở nhà cư sĩ, hoặc là mấy cái bát mà chuyên để làm lễ. Thì với sư thì cái bát của một ông sư á, nó hiệu quả hơn. Cái thứ hai là cái vị mà rải nước đó, khi rải nước vị ấy phải suy tưởng đến ân đức Tam Bảo, chứ không phải chỉ đơn giản là mình cầm mình rảy, giống như là người ta làm cho nó có lệ thì không đúng. Cái người mà rải nước á, phải nghĩ đến ân đức Tam Bảo, thì như vậy nó mới có tác dụng. Cho nên là đó là cái sự kiện của thành Quê Sa Ly.
Còn một sự kiện nữa mà gọi là cầu an là cái sự kiện mà chàng thanh niên Tăng Thọ, thì cái chàng này đó khi mà đẻ ra cái người xem bói đó thì nói là cái đứa nhỏ này nó chỉ còn sống cỡ 7 ngày thôi, nó không có sống lâu. Cái người cha đó mới thỉnh Đức Thế Tôn tới. Mà khi thỉnh Đức Thế Tôn tới đó, chàng thanh niên mới nghĩ như thế này: nếu như Đức Thế Tôn vào thì con của ta sẽ được trường thọ. Cho nên Đức Thế Tôn đứng ở ngưỡng cửa, ngài không có bước vào. Người cha này đó mới hỏi Đức Thế Tôn là: thưa Thế Tôn, tại sao ngài không bước vào nhà? Đức Thế Tôn hỏi: khi ông thỉnh ta vào, ông suy nghĩ gì? Đức Thế Tôn ngài biết hết. Thì người cha mới nói là: bạch Thế Tôn, con suy nghĩ là nếu Thế Tôn vào thì con của con sẽ được trường thọ. Thì Đức Thế Tôn mới nói: chính vì như thế Như Lai không vào. Thì có nghĩa là cái đứa nhỏ này đó 7 ngày sau nó sẽ chết. Thì người gia chủ mới quỳ xuống thưa Đức Thế Tôn là: bạch Thế Tôn, có cách nào để cứu con của con không? Đức Thế Tôn nói là: bây giờ đó có một cách, đặt cái đứa bé ở giữa thỉnh Chư Tăng á, 7 ngày liên tục tụng kinh Từ Bi là Metta Sutta với đến đứa nhỏ, tức là 7 ngày liên tục rải tâm từ, thỉnh Chư Tăng 7 ngày liên tục rải tâm từ, và gia chủ làm theo. Thì trong 7 ngày liên tục như vậy, tức là không ngừng nghỉ nha, vị này mệt vị kia vào suốt 7 ngày liên tục, thì đến ngày thứ 7 thì vốn dĩ có một con dạ xoa, nó là oan trái với đứa nhỏ này từ trước. Thì ngày hôm đó, cái ngày thứ 7 hôm đó là ngày nó được rảnh, và nó chạy tới, nó chuẩn bị ăn thịt cái đứa nhỏ này. Nhưng mà do Chư Tăng tụng kinh rải tâm từ suốt 7 ngày, cho nên chư thiên về đông lắm, chư thiên về ngôi nhà nó đông lắm, thì con dạ xoa đó không chen vào được. Tới cuối cùng, tới ngày cuối cùng Đức Thế Tôn đi vào, thì con dạ xoa đó nó hoảng sợ, nó bỏ đi, và nó không bao giờ quay trở lại. Nhờ như vậy á, cái đứa nhỏ nó được trường thọ. Và thế là người ta đặt tên cho đứa nhỏ là cậu thanh niên Trường Thọ, hoặc cậu thanh niên Tăng Thọ. Thì như vậy á, có đôi khi chúng ta ở nhà mà mình sanh con mà gọi là khó nuôi, thì mình cũng có thể áp dụng cách đó. Hoặc là một số trường hợp thì chúng ta cũng có thể áp dụng cách đó. Cách đó nó có cái lợi gì? Cái lợi thứ nhất là Chư Tăng á, đến nhà 7 ngày liên tục tụng kinh Từ Bi, là rải tâm từ, các vị tỷ kheo rải tâm từ liên tục trong 7 ngày. Cái thứ hai á, là chư thiên, khi mà chư tỷ kheo liên tục rải tâm từ trong 7 ngày như vậy, chư thiên tập trung về cái nhà của mình rất là đông. Và sau đó đó thì mình có thể mình làm phước, mình cúng dường. Thì như vậy á, nó có hiệu quả trong cái lần mình tạm gọi là cầu an đó. Và đây là cái kiểu mà ở Thái vẫn còn, tức là cái kiểu mà Chư Tăng tụng kinh liên tục trong 7 ngày đó, Thái vẫn còn. Ở Khmer vẫn còn. Sư không có hỏi là ở Miến Điện có hay không, có còn hay không thì sư không hỏi. Nhưng mà trước mắt là Thái và Khmer còn, Việt Nam thì không còn. Sở dĩ không còn á, là chi phí nó cao. Cho nên là mình thỉnh Chư Tăng về mà để làm cái đó thì nó không phải là chuyện đơn giản. Thành ra mà quý vị muốn hỏi, dễ là dễ cho tới, mà dễ đúng chuyện. Chứ không phải là ba cái kiểu mà
cúng sao giải hạn dân mớ tiền đó thì nó không có kết quả. Còn thông thường á thì gia chủ chỉ là thiết đãi trai tăng trong một ngày. Có một số trường hợp mình có cái nguyện lớn, sư từng gặp một vài vị thí chủ có nguyện lớn, tại vì cái này là có căn cứ nha. Trong kinh tạng á, có một số vị có nguyện lớn, ví dụ như nguyện đời sau là một vị tỳ kheo có biệt hạnh, như ngài Sivali là nguyện đời sau là thành vị tỳ kheo có biệt hạnh là đệ nhất tài lộc, hoặc là ngài Mahakassapa là nguyện đời sau là vị tỳ kheo đệ nhất đầu đà chẳng hạn. Như vậy thì các vị mà có nguyện lớn thì các vị đó đãi trai tăng liên tục trong 7 ngày, và ngày cuối cùng á, vị đó phát nguyện thì cái nguyện đó rất dễ thành tựu. Còn thông thường thì mình chỉ đãi trai tăng một ngày thôi. Khi đãi trai tăng như vậy, thứ nhất là chúng ta cúng dường đến chư tăng, cái phước nó lớn rất là nhiều. Trong kinh phân biệt cúng dường thì cái việc là mình bố thí cho các loài súc sanh á, thì nó không bằng 1/10 việc mình bố thí cho một người phá giới. Người nha mà phá giới tức là ăn nhậu be bét mà mình bố thí cho súc sanh á, không bằng 1/10 bố thí cho người phá giới. Bố thí cho người phá giới không bằng 1/10 bố thí cho người giữ giới. Bố thí cho người giữ giới không bằng 1/10 bố thí cho người ly dục. Tức ở đây là bao gồm cả đạo sĩ, các cái vị mà ngoại đạo ly dục. Bố thí cho ngoại đạo ly dục không bằng 1/10 bố thí cho một vị phàm tăng. Bởi vì một vị phàm tăng là một vị hướng đến đạo quả. Bố thí cho một vị phàm tăng không bằng 1/10 bố thí cho một vị thánh tăng, thánh sơ quả. Và cứ như vậy đi lên, bố thí cho một vị A-la-hán không bằng 1/10 bố thí cho một vị độc giác. Bố thí một vị độc giác không bằng 1/10 bố thí cho một vị chánh đẳng giác. Bố thí cho một vị chánh đẳng giác không bằng 1/10 bố thí cho tăng đoàn. Thế cho nên khi chúng ta bố thí cúng dường đặt bát đến chư tăng, phước nhiều không thể kể hết. Và khi chư tăng tới, thứ nhất là chúng ta có cơ hội bố thí cúng dường. Cái thứ hai là chư tăng sẽ thuyết pháp. Bây giờ chúng ta không để ý cho nên là chúng ta không có thỉnh, chứ hồi xưa là chư tăng có thuyết pháp. Thì sau khi mà chư tăng thuyết pháp, chư tăng gửi lời cảm ơn chúc phúc rồi đi về. Hồi xưa vào thời Đức Phật thì thứ tự là khi quý vị mời chư tăng đến, chư tăng dùng trưa xong, thọ thực xong á, rồi sau đó chư tụng kinh chúc phúc, sau đó chư tăng đi về để lại một vị ở đó để thuyết pháp cho gia chủ. Thì như vậy chư tăng rất là thoải mái trong cái việc giờ giấc. Còn bây giờ á, chúng ta là làm ngược lại, là mình đẩy cái lễ lên trên á, tức là mình để cho chư tăng tụng kinh chúc phúc trước, thuyết pháp trước, rồi sau đó chư tăng mới ăn. Thành ra nó dẫn đến cái việc là đôi khi chư tăng không có đủ thời gian để ăn. Rồi đó là cái việc cầu an. Và nhớ giùm sư ha, là khi quý vị đến cầu an, nên gọi là thỉnh chư tăng đến để cầu an, thì không phải là các sư lấy cái phước của mình đi cho quý vị, không phải,
mà là chúng ta bố thí cúng dường đến chư tăng. Sự bố thí cúng dường đó sinh ra phước, và nhờ cái phước đó chúng ta được an ổn. Đây là hai cái khái niệm khác nhau, chúng ta phải phân biệt. Và qua đến phần cầu siêu, xin thưa là từ thời Đức Phật không có cái chuyện là các sư đứng bên cái xác mà tụng kinh cầu siêu cho cái xác đó, thì không có, không hề có. Bởi vì theo Phật giáo Nguyên Thủy, cái người mà đã chết thì họ tái sanh ngay lập tức. Một là họ sanh lên trên, hai là họ sanh xuống dưới, chứ không có chuyện là họ vất vưởng ở xung quanh. Cho nên cái chuyện là tụng kinh cho cái xác chết đó là không có. Ở trong kinh tạng Nguyên Thủy là không có cái chuyện đó. Mà tại sao bây giờ có chuyện đó? Thứ nhất, sư giải thích qua về cái việc tái sanh. Trong Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng sanh sau khi chết tái sanh ngay lập tức, không có cái dụ là vất va vất vưởng hoặc 49 ngày hoặc là không có đầu thai được thì không có. Trong dòng sanh tử luân hồi nó có nhiều hạng chúng sanh. Có khi là mình chết rồi mình đi xuống địa ngục, có khi mình chết rồi mình sanh làm hàng ngạ quỷ. Thì cái hàng ngạ quỷ đó là đã đi đầu thai rồi, chứ không phải là chưa đi đầu thai. Mình đừng nghĩ người chết làm ma, làm quỷ là chưa đi đầu thai, cái đó không đúng. Hàng ngạ quỷ là đã đi đầu thai rồi, và cái cảnh giới của họ là cảnh giới ngạ quỷ. Đây là cái mà ít thấy người ta nói cho Phật tử nghe. Thành ra chúng ta cứ hiểu lầm á, là người chết mà còn vấn vương còn xung quanh mình thì là chưa đi đầu thai. Thực tế không phải, đã đi đầu thai rồi, mà cái cảnh giới đó là đầu thai làm ngạ quỷ. Có lẽ là nếu như nói thì rất nhiều Phật tử bị sốc, là người thân tôi chết làm ngạ quỷ, thì nó cái thông tin đó nó sẽ bị sốc. Thì sư nghĩ đó là lý do mà người ta không có nói. Tuy nhiên như thế này nè, không phải người thân của chúng ta ai chết cũng sẽ đầu thai làm loài ngạ quỷ. Một số trường hợp á, mà người thân mình chết mà mình mơ, nằm mơ thấy, chưa chắc đã là người thân của mình đâu. Bởi vì nó có những nguyên nhân sâu sanh ra giấc mơ. Thứ nhất là do ngày nghỉ gì thì đêm mơ đó. Khi mà người thân của chúng ta vừa mất á, chúng ta nhớ thương, chúng ta suy nghĩ rất nhiều, dẫn đến chuyện là tối chúng ta nằm mơ chúng ta thấy. Mình cứ nghĩ đó là người thân mình về báo mộng, nhưng không phải. Là do ban ngày mình nghĩ nhiều, thành ra tối mình mơ cái đó. Cái thứ hai là do ăn uống. Có những thứ chúng ta ăn vào á, thì nó làm cho chúng ta sinh ra giấc mơ. Cái thứ ba là do cái sự bài tiết của các cái cơ quan nội tạng trong cơ thể thì nó cũng sanh ra giấc mơ. Cái thứ tư là chư thiên hoặc là phi nhân báo mộng. Thì đây là cái mà chúng ta thường nghĩ, nhưng mà nó hiếm lắm. Và cái thứ năm á, là do cái nghiệp. Tức là ví dụ như một người chuẩn bị đầu thai xuống địa ngục, thì họ sẽ mơ thấy lửa địa ngục. Hoặc là một người chuẩn bị sanh về cõi trời thì họ mơ thấy các cảnh của cõi trời. Thì đó là mơ do nghiệp. Thì sư loại từ từ nè.
Đầu tiên là ngày nghỉ gì đêm mơ đó, thì đây là khả năng rất lớn ha. Rồi, đó là thứ nhất. Cái thứ hai do đồ ăn, đồ ăn thì cũng có khả năng. Cái thứ ba là do cơ quan nội tạng nó hoạt động bài tiết, thì cái này cũng có khả năng. Còn cái phi nhân và chư thiên báo mộng, sư mong là quý vị sẽ không gặp cái tình huống này. Bởi vì nếu như người thân mình là chư thiên thì họ sẽ không cần báo mộng. Bởi vì ở trong kinh có những ghi chép chư thiên sau người thân mình sau khi chết sanh làm chư thiên thì người đó có thể trở về cõi người, biến hiện cái thân sắc giống như mình lúc còn sống để mà giao tiếp nói chuyện với lại người nhà. Cái này thì bây giờ mình không thấy cho nên là cái chuyện mình người thân mình làm chư thiên thì không có. Cái trường hợp thứ hai là phi nhân báo mộng. Hỏi thiệt là chúng ta có muốn người thân mình làm ngạ quỷ không? Hình như không. Cho nên tốt nhất đó là gì? Đó là ngày nghỉ gì đêm mơ đó, chứ không phải là phi nhân báo mộng. Người thân mình mà báo mộng thiệt á, là người thân mình đang đọa. Còn mà mơ không thấy người thân hoặc mơ do mình nhớ nhung á, thì cái đó không có vấn đề gì. Có một số trường hợp người thân mình sanh về cõi trời nhưng mà ở trên đó đó mê chơi, tại trên đó sung sướng quá, mê chơi tới hồi nhớ ra là 100 năm rồi mình chết rồi. Tại vì 100 năm cõi người bằng một ngày ở cõi trời Đao Lợi, thì họ chơi chừng một ngày thôi là ở đây xanh cỏ hết trơn rồi. Cho nên là trường hợp mà người thân mình làm chư thiên thì bỏ qua một bên. Còn cái trường hợp mà sanh làm ngạ quỷ á, tại sao sư nói là hiếm? Mặc dù nhiều người đi coi đồng cốt mà đi gọi là nhập hồn, gọi là kêu hồn, thì nói nó buồn là phần lớn thời nay là toàn đồ dởm, báo đăng đầy. Phần lớn thời nay những cái trường hợp coi gọi hồn là đồ dởm, môi tiền mình là giỏi. Còn trong trường hợp mà có thật đi chăng nữa thì cũng chưa chắc là người thân của mình. Tại vì sao? Tại vì cái hàng ngạ quỷ nó sống lâu lắm, nó sống từ có khi là cả ngàn năm rồi, cả trăm ngàn năm rồi, nó sống lâu lắm. Cái chuyện mà nó ở đó nó quan sát mình á, nói thấy nổi da gà là quỷ nó quan sát mình. Nó quan sát mình từ hồi mình đẻ ra tới hồi mình lớn lên á, nó quan sát cả gia đình mình từ năm này qua năm kia, có cái gì qua được mắt nó đâu, nó nhớ hết, nó biết hết. Thành ra nếu như mà mình gọi hồn, mà mình gọi thí dụ như gọi ba mình, gọi má mình, nó hoàn toàn có thể giả dạng, quý vị biết không? Nó giả dạng để chi? Để nó xin xin bố thí, xin cúng dường, xin làm cổ. Cho nên là thường quý vị kêu là nó toàn xin đóng gọi là cúng cổ, cúng này cúng kia tốn tiền không hả? Đúng không? Kêu cái đó là tốn tiền không á. Hầu hết là giả. Rồi trong cái phần mà thiệt mà kêu được á, thì cái khả năng rất lớn là những cái con ngạ quỷ khác nó giả dạng. Cho nên cái cơ hội mà mình gặp lại người thân của mình khi mà vừa mất á, nó không có nhiều. Và họ đi tái sanh ở cảnh giới khác, có thể là tái sanh xuống địa ngục, có thể tái sanh làm ngạ quỷ, có thể tái sanh làm súc sanh, có thể tái sanh làm người, có thể tái sanh về cõi trời. Tức là họ tái sanh cảnh giới khác. Thành ra cái chuyện mà chư tăng tụng bên cái xác chết ấy, nó không cần thiết. Nhưng mà tại sao bây giờ thì vẫn tụng?
Là bởi vì thứ nhất, khi mà gia đình có tang, việc xuất hiện của chư tăng làm điểm tựa tinh thần cho mình. Và cái thứ hai á, khi mà chư tăng đến, đó là cơ hội để cho mình bố thí cúng dường. Mà quý vị biết rồi, bố thí cúng dường thì chúng ta có phước, và chúng ta đem phần phước đó hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Bởi vì một người đã chết, họ không thể dùng thực phẩm được nữa, họ không thể dùng bánh trái cơm canh nước uống, họ không dùng được. Cho nên là đôi khi sư không khuyên là mình cúng cơm, mình cứ cái kiểu hồi sống thích ăn cái gì bây giờ mình cúng cái đó, nó tội lắm. Tại giống như họ ăn không được mà mình cúng lên họ thèm, họ tức ăn không được. Trong khi đó, cái mà người mất có thể sử dụng được chính là phước. Thành ra khi chúng ta cúng dường đến chư tăng, chúng ta có phước, chúng ta đem phần phước đó hồi hướng cho người thân của mình, thì người thân của mình mới sử dụng được. Ở trong kinh Bên Ngoài Bức Tường được kể rằng, thân bằng quyến thuộc của chúng ta đang đứng đầy xung quanh bức tường ngôi nhà của mình để trông chờ người thân làm phước hồi hướng. Nhớ giùm cho chúng ta không chỉ có một người thân, hai người thân, mà chúng ta có rất nhiều thân bằng quyến thuộc, nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta không chỉ có cha mẹ đời này mà chúng ta còn có cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Thì thân bằng quyến thuộc đứng đầy xung quanh ngôi nhà của chúng ta để trông chờ chúng ta làm phước hồi hướng. Cho nên sự xuất hiện của chư tăng là cơ hội để cho chúng ta bố thí cúng dường rồi đem phần phước đó hồi hướng cho người thân của mình. Thành ra có Phật tử hỏi là bây giờ má con chết, con làm phước cho tăng cúng dường, má con có hưởng được hay không? Phải nói là sư không chắc, bởi vì sư không biết là má của cô, má của vị ấy tái sanh ở đâu mà mình chắc là có nhận được phước hồi hướng hay không. Nhưng cái này là sư chắc nè, là không chỉ có bà mẹ đời này mà chúng ta còn bà mẹ của rất nhiều kiếp trước. Trong số đó chắc chắn là có những người mẹ của chúng ta đang tái sanh làm loài ngạ quỷ, đang đứng bên ngoài bức tường. Những người mẹ đó đang chờ con của mình làm phước hồi hướng, thì sư chắc chắn cái phước đó sẽ đi đến mẹ của cô, là mẹ của nhiều đời nhiều kiếp. Còn người mẹ kiếp này thì mình không có thần thông, mình không biết. Cho nên cái lợi đó là nguyên nhân chư tăng đến khi nhà có tang chế, và nguyên nhân mà chúng ta làm cái lễ cầu siêu. Đó là chưa kể có một số vị sư khi đến còn có thể thuyết pháp cho gia chủ. Cho nên cái chuyện mà chư tăng tụng kinh thuyết pháp không phải cho cái xác chết nằm trong quan tài nghe, mà để cho người sống nghe. Cho nên á, nếu như mà đến một gia đình mà cái người gọi là người gia chủ họ không hiểu chuyện, họ coi mấy ông sư giống như là thuê, là dịch vụ, họ tới rồi họ quăng cái đó ông sư tự tụng thì họ đi chỗ khác họ tiếp khách, thì như vậy nói thiệt là bản thân sư sư cũng chẳng muốn tụng đâu. Tại không ai nghe thì tụng làm chi? Cái người cần nghe là người sống, mà người sống không muốn nghe thì mình đi về chứ mình tụng làm cái gì? Cho nên á, cái người, cái đối tượng nghe khi mà chư tăng đến trong các đám tang là người sống nghe chứ không phải người chết nghe.
Và việc chúng ta có thể làm đối với thân bằng quyến thuộc là chúng ta làm phước đến chư tăng, sau đó chúng ta hồi hướng cái phước đó. Thì đó là ý nghĩa của việc cầu siêu. Chỉ có những cái buổi như thế này sư mới có cơ hội chia sẻ với quý vị. Còn thông thường á, người phần đông cư sĩ thì cứ lăn lộn cơm gạo áo tiền, cho nên là không có chịu tìm hiểu. Thành ra là các ngài khi mà đem Phật giáo Nguyên Thủy về Việt Nam, các ngài dùng lại cái chữ cầu an, cầu siêu với cái ý nghĩa khác. Chứ còn mà chưa gì Phật tử nói thầy cho sư cho con cầu siêu cho má con, bà Nguyễn Thị B nói không, bây giờ sư không biết má cô ở đâu sao cầu siêu. Thì mình không thể gọi là hoằng pháp được. Thế cho nên các ngài dùng lại cái chữ cầu an cầu siêu với ý nghĩa khác. Thì khi đó đó, quý vị làm phước cúng dường hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc, còn hiện tại hay đã quá vãng đều đạt được sự yên vui. Cho nên ngày hôm nay sư mong quý vị hiểu thêm một ý nghĩa nữa của cái việc thực hành bát quan trai giới, cũng như hiểu về việc cầu an và cầu siêu trong Phật giáo Nguyên Thủy là như thế nào. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện tại chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Khải Giá.